Sáng ngày 5 tháng 3, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, đơn vị đã di lý đối tượng Sung a mươi 45 tuổi, trú tại xã Ảng Cang, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên, từ Lào về Việt Nam. Dù là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán trái phép, 1010 bánh heroin từ Lào về Việt Nam bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên triệt phá từ năm 2014. Theo hồ sơ vụ án, khoảng 0 giờ ngày 24 tháng 11 năm 2014, tại xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy, Công an tỉnh Điện Biên đã bắt quả tang hai đối tượng là Hạng A Thi và Sùng A Sến đang vận chuyển 39,25 gram heroin. Đấu tranh mở rộng, Công an xác định được một đường dây gồm 10 đối tượng từ năm 2007 đến năm 2014 đã tuôn 1.010 bánh heroin từ Lào về Việt Nam. Ngay sau khi những đối tượng đầu tiên trong đường dây bị bắt giữ, vua đã nhanh chân lần theo bìa rừng khu vực biên giới lẫn trốn sang nước bạn Lào. Trong suốt 7 năm trốn bên nước bạn, vua đã đưa vợ con sang sinh sống và tuyệt đối không liên lạc về Việt Nam. Vua từng cư trú bất hợp pháp tại hầu khắp các tỉnh Bắc Lào và Trung Lào, đồng thời nhiều lần thay đổi tên tuổi, địa chỉ, tìm cách hợp pháp hóa giấy tờ tùy thân do bạn Lào cấp. Vua còn chọn những nơi hẻo lánh, hiểm trở phức tạp để sinh sống. Đến khoảng 6 giờ 10 phút ngày 4 tháng 3 Tổ công tác của Công an tỉnh Điện Biên tại Lào đã phối hợp với các lực lượng chức năng của nước bạn tiếp cận, khống chế, bắt giữ thành công đối tượng tại bản Hủi Hiển Sửa, huyện A Nụ Vong, tỉnh Say Sổng Pun, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Sau khi thực hiện các biện pháp phòng chống dịch và thủ tục pháp lý tại Lào, Tổ công tác của Công an tỉnh Điện Biên đã di lý vua về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh để xử lý theo quy định của pháp luật. Cảm ơn các bạn đã xem video các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé xin cảm ơn